Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, nơi có thể giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh để sử dụng trong kỳ thi IELTS. Tin tức hôm nay mình muốn đưa đến với các bạn đó là United Nations, nghĩa là Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi thế giới chung tay bảo vệ ecosystem, là hệ sinh thái trên toàn cầu. Liên Hiệp Quốc nói rằng thế giới cần phải quadruple, có nghĩa là tăng gấp 4 lần số tiền đầu tư vào trong việc bảo vệ thiên nhiên. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải invest, nghĩa là đầu tư một khoản tiền tương đương với 0,1% GDP toàn cầu vào các hình thức như là regenerative agriculture, có nghĩa là nông nghiệp tái sinh, forest restoration, có nghĩa là sự khôi phục rừng, và pollution management, là quản lý việc sự ô nhiễm ở nhiều nơi trên thế giới. Liên Hiệp Quốc cho rằng việc này sẽ thúc đẩy nhanh cái quá trình tackle, có nghĩa là giải quyết những cái khủng hoảng liên quan tới môi trường và khủng hoảng về biodiversity, là sự đa dạng sinh học, và khủng hoảng về land degradation, có nghĩa là sự suy thoái đất đai đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên toàn cầu như hiện nay. Ok, mình tổng hợp 9 từ vựng hay ho xuất hiện trong video này cho các bạn nha. Chúng ta có ecosystem, có nghĩa là hệ sinh thái. Quadruple là tăng gấp 4 lần. Quadruple the annual investment, tăng gấp 4 lần số tiền đầu tư hàng năm. Invest có nghĩa là đầu tư. Invest money in something có nghĩa là đầu tư tiền bạc vào cái gì đó. Regenerative agriculture có nghĩa là nông nghiệp tái sinh. Forest restoration có nghĩa là sự khôi phục rừng. Pollution management là việc quản lý sự ô nhiễm. Tackle có nghĩa là giải quyết. Tackle environmental problems là giải quyết những vấn đề liên quan tới môi trường. Biodiversity có nghĩa là sự đa dạng sinh học. Và land degradation có nghĩa là sự suy thoái đất đai. Ok, chúc các bạn học từ vui vẻ. Và nhớ là hãy subscribe kênh YouTube của mình và đồng thời follow mình trên Facebook để cập nhật nhanh chóng những nội dung mới nhất ở trong tương lai nhé. See ya tomorrow and goodbye.